cam, chuối, trứng gà, trứng vịt, trứng cút. Mình sẽ phải là dự án lớn nhất quận 8. Từ một khu đồng trống, đầm lầy, cây cối um tùm, bây giờ trở thành một khu đô thị khang trang sạch sẽ này. Các anh chị các bạn nào mà có cái kỷ niệm về bến xe quận 8 cho em xin cái comment nha. Đất trống rồi nè. Wow, tới đây bắt đầu đi vào cái ngõ cục. Rồi, hành trình đến đây chắc em xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Phạm Thế Hiển. Bây giờ Sài Gòn rất là nắng. Hôm qua thì mưa, hôm nay thì nắng. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa. Thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang đi trên xe máy nha. Đi chúng ta sẽ đi một vòng cái đường Phạm Thế Hiển rồi đến đường Tạ Quang Bửu, thông qua con đường Cao Lỗ. Bây giờ chúng ta sẽ đi Phạm Thế Hiển và tới Cao Lỗ, quẹo chúng ta quẹo trái thì gửi đến một số hình ảnh, gửi đến cô chú anh chị và các bạn khi mà chúng ta còn ở cái khu vực đường Phạm Thế Hiển quận 8 này, thì mình cùng nhìn lại cái đường Phạm Thế Hiển bây giờ ha. Hôm bữa chúng ta có đi cái đường Tạ Quang Bửu, khu xóm lao động, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi cái đường Tạ Quang Bửu, nhưng mà khu này nhà cửa rất là khang trang và cao lớn. Hôm bữa là nhà to, nhà cấp 4 chụp sập sệ thôi, thì hôm nay mình sẽ đi xem một cái đoạn này mới quy hoạch. Con đường Tạ Quang Bửu rất là dài, nói liền từ chợ Rạch Ông cho đến cầu Nhị Thiên Đường. Cái khúc Phạm Thế Hiển, cái khúc này có rất là nhiều quán cà phê, nhưng mà quán cà phê thì ở đây không có lâu, không có bền, lúc thì tên này lúc thì tên khác, thay đổi rất là nhanh. Ở đây có cái lô cốt này, đang làm cái đường cống thoát nước, tiếp tục sự nghiệp chống ngập. Rồi, chúng ta đang đến ngã ba Cao Lỗ. Rồi, chúng ta nhìn bên tay trái có ngã ba Cao Lỗ, đường Cao Lỗ, và mình sẽ quẹo vô con đường này. Trước mặt chúng ta đó là đường Cao Lỗ, giao lộ của Phạm Thế Hiển và Cao Lỗ ha. Rồi, chúng ta sẽ qua đường nha. Trên cái đường Cao Lỗ này có cái cầu cầu mới, cái cầu này là cầu mới nè. Khúc này hiện đang làm đường, và ở đây ngày xưa có cái đồng diều để mình vô đó thả diều câu cá rất là vui. Khúc này quá dẫu gà luôn. Wow, vài bữa nơi thì khúc này sẽ rộng rãi sạch sẽ. Ngày
ngày xưa con đường này nhỏ lắm, không có lớn như bây giờ. Nhưng bây giờ họ đang nhà nước đang quy hoạch làm lại cái mặt đường, nên đường rất là lớn, rộng. Nhưng mà trước khi sập đẹp thì cũng phải chịu lầy lội. Bên tay trái chúng ta có cái ngã ba để đi vô cái khu Đồng Diều đó. Nhưng mà bây giờ thì Đồng Diều cũng dẹp rồi, không còn nữa. Ở đây quá trời cao ốc đang xây lên. Hiện tại khu này vẫn còn ngổn ngang rất là nhiều công trình ở đây. Khi mà cái này xây xong thì cái mỹ quan ở đây sẽ rất là đẹp. Lúc đó thì cái giá thành của cái căn hộ ở đây rất là mắc. Bên tay phải chúng ta có cái bệnh viện quận 8. Hôm nay trời rất là nắng, tia UV rất là cao, nên thành thử em chạy xe máy đi một vòng sẵn tiện đường, ghi lại số hình ảnh gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Phía trước chúng ta đó là giao lộ Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ. Bởi chúng ta quẹo trái là đi đến cái khu dân cư nhà cấp 4 sụp sệ, thì bây giờ mình sẽ quẹo phải để đi đến khu dân cư trái ngược ha. Con đường rất là lớn mà hai bên thì nhà xây theo chuẩn mới ha. Chúng ta thấy cái vỉa hè cũng rất là lớn luôn. Khu này rất là có giá. Ngày xưa cái khu khúc Tạ Quang Bửu này cái đường nhỏ xíu à, cái đường nhỏ như cái con đường mòn vậy đó. Nhưng mà sau này cái đường này quy hoạch lại và làm lớn ra, nối dài dài rất là sạch đẹp, sạch đẹp so với ngày xưa. Hai bên chúng ta thấy có quán cà phê cũng rất là lớn nè. Khúc Tạ Quang Bửu khúc này rất là sơm tụ. Ngày xưa có một cái khúc rất là nhỏ nè, nhưng mà khi mà qua cái khúc nhỏ này rồi đi đến đường Chánh Hưng á, đường Hưng Phú, thì đường Chánh Hưng chứ, đường Phạm Hùng, có cầu Chánh Hưng, đường Chánh Hưng ngày xưa đó ha. Thì cái đường rất là nhỏ, nhưng mà qua cái khúc Chánh Hưng thì đường rất là lớn. Khúc này cũng đang quy hoạch nữa nè, đang sửa chữa, đang làm đường. Mình sẽ qua một khúc đường nhỏ hẹp nữa nha. Thật ra con đường này vẫn đang quy hoạch chưa có hết. Ôi giời, ổ gà nước ngập quá. Này do tối hôm qua mưa. Đây có cái chợ. Nó liền lên tới đường Chánh Hưng luôn. À,
chuối, trứng gà, trứng vịt, trứng cút. Chợ này rất là dơ. Trước mặt chúng ta đó là đường Phạm Hùng, ngày xưa là đường Chánh Hưng. Bây giờ chúng ta đi thẳng qua bên kia đường, đó là đường Tạ Quang Bửu. Mình vừa qua cái khúc sụp sệ chợ Lầy Lội thì mình đến cái khúc sạch sẽ nè, đường lớn nè, nhà cao cửa rộng nè. Chờ quán bắn xe qua đường. Đây xe lưu thông rất là đông, đường này hay có tình trạng kẹt xe lắm. Rồi chúng ta qua nha. Chưa được, tuy là đèn xanh rồi nhưng mà vẫn có rất nhiều xe chạy qua. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Tạ Quang Bửu. Tuy cùng tên nhưng mà có rất là nhiều cơ bằng, rất là nhiều sắc màu, rất là nhiều phân khúc. Khúc này phải nói là rất là đắt giá nè. Đường lớn, nhà lớn. Ở đây cũng có rất là nhiều building đang xây nè. Bên tay phải chúng ta dự án lớn nhất quận 8, Central Premium, đẳng cấp chưa từng có tại quận 8. Những cái lô gần mở bán 250 lốc căn hộ, sở hữu những căn hộ office cuối cùng của thị trường. Những cái lô gần thật là thôi thúc chúng ta phải tìm đến và mua. Nhưng mà dù sao thì cái chung cư hay là nhà phố gì nó cũng có một cái ưu khuyết điểm của riêng ha. Ở đây thì nhà phố nhiều, có một vài cái building nó đang xây lên mà chưa có xong. Phía trước mặt chúng ta đó là cây cầu Tạ Quang Bửu. Nơi đây có cái nhà thờ Phạm Hùng gì đó. Trên đường Phạm Hùng nhưng mà em không biết tên là nhà thờ gì. Ngay giao lộ nãy chúng ta bên tay trái đó có nhà thờ. Từ một khu đồng trống, đầm lầy, cây cối um tùm, bây giờ trở thành một khu đô thị khang trang sạch sẽ này thì cũng phải trải qua một quá trình dài. Bên tay phải chúng ta cũng có là một cái công trình building gì đó nhưng mà xây lỡ dở, chưa xây xong. Con đường này rất là dài, thành thử nên em sẽ chạy
đến một cái đoạn nào đó chúng ta sẽ dừng lại và kết thúc hành trình. Bởi vì nếu mà dài quá thì các anh chị bạn xem sẽ ngán và mất thời gian. Nên mình xem tí cho vui. Sẵn dịp đi qua đây rồi ghi lại một số hình ảnh để bà con cùng nhìn ngắm lại, và biết đâu chúng ta có dịp mua nhà hay mua đất hay là thuê nhà gì bên đây, thì mình cũng có cái hình ảnh mỹ quan bên đây để chúng ta có dịp tham khảo ha. Thì hôm nào để em khảo sát một số giá nhà ở những cái căn mà người ta đang kêu bán, người ta rao bán rất là nhiều luôn. Nhưng bây giờ mở cái tờ báo mua bán ra, trang rao vặt ra là thấy nhà bán khu vực quận 8, nhà đất quận 8, rồi nhà đất Tạo Quang Bửu, rất là nhiều lắm. Đó, những căn hộ mặt tiền, những cái nhà mặt tiền ở đây thì không có giá dưới 10 tỷ ha, rất là lớn, trị giá rất là cao. Bến xe đây chúng ta đó, chúng ta thấy đây là bến xe quận 8. Mình cùng nhìn lại cái bến xe quận 8 nha, sẵn gửi bà con xem cho vui. Các anh chị các bạn nào mà có cái kỷ niệm về bến xe quận 8 cho mình xin cái comment nha. Bây giờ người ta để là ga hành khách quận 8. Cái cổng này là cổng ra. Rồi chúng ta tiếp tục. Đến trước mặt chúng ta đó là quốc lộ 50. Quốc lộ 50 để đi về các huyện Bình Chánh, rồi Long An. Chúng ta thẳng qua bên kia rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay trên con đường Tạo Quang Bửu. Mình quẹo phải, mình sẽ đi về cầu Nhị Thiên Đường. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Nhị Thiên Đường nhé. Ngay đây có cái building rất là đẹp, có hình con phượng hoàng. Đây cũng là trục đường Tạo Quang Bửu luôn. Đó, building cao ghê chưa. Nhà đây rất là đẹp ha. Đến đây cũng là cuối đường rồi. Phong Điền Ben, nhà đất Phong Điền, và Amazon Coffee. Rồi một số hình ảnh ở trục đường Tạo Quang Bửu gửi đến các anh chị và các bạn có dịp chúng ta cùng nhìn lại. Và bây giờ thì cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Tới đây là cuối đường rồi, những cái khu lốc căn hộ. Và khu đây thì đất trống rồi nè. Wow, tới đây bắt đầu đi vào cái ngõ cục.
sẵn còn xíu nữa mình đi hết luôn cuối đường coi có gì ha. Định dừng dừng mà cuối cùng chưa dừng. Công ty giấy Bảo Hưng ở đây cũng có rất là nhiều cái kho bãi ngày xưa nè, của thời Pháp. Ở đây cây cột điện chằng chịt luôn. Nãy đường vắng lắm, buổi tối là đi đường này chắc không dám đi. Rồi, hành trình đến đây chắc em xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha.